Em quay cận cảnh con đực ba bê 10 tháng tuổi nha. Con bò này ở sao đít trên mét 3 nha, ở giữa là mét 27 đó. Đực ba bê dòng mẹ F1 sữa đẻ ra ngang, đòn dài lưng thẳng, chân lớn bự to đó. Đòn là con bò dài hết biết anh chị ơi đó. Đòn này, cái đòn này dài nè đó, chân đứng tụ thẳng nha anh chị đó. Này con ba bê F2, con kem ba bê F2 nè, ở dưới đất là mét 12, ở trên mét 1 đó. Rồi con ba bê mẹ cọp đẻ ra nha, chân bự nha đó, ở trước là mét 2, ở sau mét 26 27 nha, nói chung là tầm mét 20 mấy đó. Còn thẳng nè, bự nè, chân bự nè đó, mặt bự nè đó. Ba con ba dòng nào cũng đít bự hết nha anh chị đó, chân bự đó đó. Quá trời khủng, hai con bò, ba con bò còn như vậy 9-10 tháng, 9 tháng 10, gần 10 tháng con bự này. Đó rồi anh chị nào có thích ba con bò thì cứ liên hệ em điện thoại trực tiếp nha. Quá trời cái đít này anh chị ơi, cái chân nè, chân móng sò hết nha. À, rồi để em lên quay ở trước mặt cho anh chị coi nha. Mặt bự ráo nha anh chị.